Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ solo squad map sa mạc nha. Lâu lắm rồi chưa bắn map sa mạc nha các bạn. Đáng nhẽ thì mình sẽ trở về đeo ba trón cơ. Đấy mới đúng chất là nhà của mình. Nhưng mà hơi sai quả là cái đường bay Pegado nằm đầu nha. Thế là phải cắm mặt xuống thẳng Pegado luôn. Cơ mà trong lúc bay hơi mải suy nghĩ chuyện gì đấy, bọn nó xuống trước rồi định mệnh. Toàn vãi trưởng. Vâng, không sao. Mình cũng không ngại cho lắm, tại vì xuống sau thì mình có thể té sang khu vực nhà đỏ này. Nói chung là cái đợt mà mình cày cống que, mình chuyên môn nhảy Pegado thôi. Xong rồi kiểu xuống sau ấy thì mình sẽ chuyển sang nhà đỏ này. Nó cũng khá khá đồ. Rồi, thủ ở đây thì cũng ok, nhưng mà nếu mà không thủ thì chúng ta có thể lút đồ xong rồi chúng ta đẩy qua luôn. Tại vì bọn bên nhà thi đấu ấy nó sẽ bắn nhau với những nơi khác, chứ không phải là bọn nó cũng yên thân đâu nha. Nên kiểu là chúng ta kiểu thừa nước đục thả câu ấy. Cứ đợi nó trong lúc bắn nhau thì mình lao qua ăn hết luôn. Đây M4 nữa. Rồi. Thơm, ngọt kinh, xương ống đậm đà thịt thăn. Vâng, không để các bạn đợi lâu thì chúng ta sẽ qua luôn nhá. Bọn nó không biết là đang bắn nhau với team nào ấy. Vâng. Như con đường cũ, cứ chạy lòng vòng sau này bọn nó sẽ không để ý đâu. Đấy, nhẹ nhàng. Đây, một bé này. Vâng, hình như là team China thì phải. Knock 2 này. Rồi, nó nằm xuống rồi. Hai thằng bên đây còn hai thôi anh em ạ. Ok, trời ơi, M4 sấy sướng nhở. Hiện tại thì mình đang đổi qua skin M4 khá là đẹp anh em ạ, và vẫn còn người ở đây. Ok, vâng, có một bọn ở bên nhà kho, mình tính ném bom. Vâng, có khi nó chạy ra ngoài rồi. Hơi sai nhờ. Thôi, lúc đổ cái đã. Vâng, có người bên dưới tầng 1 này. Ui, nó bắn nóc rồi. Đây. Trời ơi, cái đầu bạn ấy không có mũi nha bạn. Vãi trưởng thật. Để mình chạy xuống mình gạt giò cái thằng bọn đấy nóc. Rồi, thơm luôn. Hít. Vâng, bây giờ chắc nó cứu xong rồi đấy. Vâng, nó đẩy sang đây rồi này. Nhìn thế nhờ. Vâng, quá nhanh luôn. Rồi ôi, giật hết cả mình. Ghê thế nhờ. Vâng, hai ông thôi. Nó chạy sang đây. Vâng, mấy ông China này còn để tên 1v4 cơ chứ. Sợ thật. Và trên bản đồ này có Groza kìa. Thơm nha. Groza sẽ khiến trận đấu này trở nên rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà việc lấy được Groza thì hơi khó này. Không biết là mình có gặp được bạn ấy hay không. À quên mất, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bung bom, bom smoke, bom flash, bom nổ các thứ thì các bạn có thể ném vô hạn nha. Nhưng mà nó hơi rườm rà một xíu. Và nó dành cho bạn nào chơi kiểu thú tính thích tạo mưa bom nha. Lát thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem. Và các bạn đừng quên là dắt theo đồng đội chơi cùng nhá. Chứ đứng một mình kiểu chơi này nó tù lắm. Và mình thấy cách này rất chi là lợi hại cho những bạn nào muốn tạo cơn mưa smoke nhá. Rất chi là lợi hại luôn.
và các bạn chỉ cần một quả smoke, các bạn có thể ném vô hạn đấy. Cách rất chi là bá đạo dành cho bạn nào bắn kiểu tay to ấy, thì các bạn có thể dùng cách này để tạo được một cái lối chơi bá đạo. Ví dụ như rơi vào góc khó ấy, các bạn có thể dùng smoke có thể di chuyển tốt. Cách này thì mình chỉ có thấy là ném smoke là ổn thôi, chứ còn ném bom đứng một chỗ tủ lắm anh em ạ. Thế với các bạn, lát mình cho các bạn xem. Vâng, thính là một khẩu Rosa. Được phết. Rosa thì ngon rồi. Vâng, hình như mình nhìn thấy có một chiếc xe đi từ trên đồi xuống thì phải. Vâng, chính xác là như thế rồi. Không biết là bạn ấy sẽ chạy hướng nào đây. Nếu mà bạn ấy chạy qua hướng mình đi trước mặt đây thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Hello bạn. Rồi ôi, lích các thứ. Nhưng mà Rosa mạnh lắm. Cứ vả vào người là auto chết anh em ạ. Mạnh dã man luôn ấy. Mình cảm thấy cái bản này Rosa ấy được búp đam lên rất là nhiều nhá. Hay là tại vì nó mạnh sẵn nhở? Nó mạnh, mạnh thật nhưng mà cái đợt này mình thấy nó rất chi là mạnh luôn so với những phiên bản trước. Vâng, có người ở khu nhà trước mặt này. Đây mình thấy xác rồi. Trên nóc nhà. Trời ơi. Bạn leo nóc nhà kìa. Úi dồi ôi, bạn cứ lò ra là bạn ăn đạn à. Chơi luôn bạn. Úi dồi ôi. Mình biết Groza mệnh, mình mới chơi kiểu thế đấy. Chứ còn cầm khẩu khác thì chưa biết à. Vâng. Đấy các bạn thấy không? Cầm Groza tự tin hẳn. Ê, ấn nhầm. Vâng, ở khu nhà có một con xe buggy. Chưa thấy người nhưng mà chắc chắn ở đây kiểu gì cũng có người anh em ạ. Một bé này. Vâng, không biết là có bạn thứ hai không. Chắc là cũng chỉ ở quanh đây thôi. Đây, mình hình như mình nghe thấy tiếng chân gì đó rồi. Ồ, nhảy xuống. Rồi ôi, ăn nguyên quả bom rồi thì sống thế điếu được. Bạn ấy chạy vào nguyên quả bom của mình. Đen. Và cũng chỉ là hai người mà thôi. Có xe buggy mà. Xe kia của mình hết xăng rồi. Đi lượn lượn nãy giờ. Phượt anh em ạ. Nhưng mà không có chỗ đổ xăng. Vâng, có xe ở dưới này. Trời ơi, thơm quá. Trời ơi, hai băng chứ mấy. Nhảy xuống xe mà sống chắc. Trời ơi, mình tính nghĩ trò để trêu bạn ấy. Nhưng mà khi mà thấy bạn ấy nhảy xuống xe thì phải nhanh chóng confirm bạn ấy ngay. Chứ không để bạn ấy thoát được thì mệt lắm. Ơ, oh, hình như trên đồi này có người hay sao nhở? Mình thấy có cái bóng của ai đó. Đây đây. Ui dồi ôi. Một bé này. Rồi, lia tim. Có một bạn, có một ụ cỏ. Có flare gun. Ui, có cả đạn flare gun. Vãi trưởng. Đâu ra hay vậy ta? Vâng, không biết là nó có flare gun rồi, nó ăn xong một cái rồi nó để dình cái nữa thì để làm gì. Hơi vô lý nhở.
Vâng, cái khu lót leo nét này hơi khó kiếm người này. Rất chi là khó kiếm người luôn, chứ không phải là hơi khó nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với chuyên mục Hack Map nha. Để xem nào, mình sẽ phán đoán vị trí địch của địch. Trên này kiểu gì cũng có người. Ơ, hình như mình nghe thấy có tiếng sột soạt hay gì đấy nhỉ mà. Trời ơi, nó nằm bên này. Bảo sao chả có tiếng sột soạt bên này. Đấy, nhiều ông lại không nghe được, lại bảo tôi hack cho xem. Vâng, để mình soi map tiếp nhá. Ờ, cái khu vực này thì chắc chắn nó sẽ ở trên mấy cái chỗ như thế này. Chắc chắn là như vậy. Đây, một đầu này. Vâng, với việc bắn nóc như thế này chúng ta nên đẩy. Vâng, đẩy là biện pháp duy nhất để có thể kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể. Rồi, nó cứu nhau kìa. Ui, ôi kìa, vãi cả Uzi ạ. Ui rồi ôi, nhìn xuyên tường này, vãi chưởng. Cứ tưởng đang thơm cơ, thấy chúng nó ngồi cứu nhau ấy. Bật scope lên sấy và cái kết. Vâng, sấy vào tường hết. Đùa đấy, dội vãi chưởng. Vâng, thế điếu nào nó lại ném quả smoke rơi xuống dưới cơ. Tệ thật. Và một pha cứu nhau hơi lùm xùm ở đây. Úi rồi ôi, nó đứng trên kia. Một thằng ở dưới, một thằng ở trên. Bay đầu nè. Vâng, nó sấy mình em ạ. Ô kìa, trời ơi. Tí nữa thì bạn ấy nốc rồi. Mình cứ tưởng là nó sấy thằng dưới này. Tưởng khác team cơ. Cho bạn ấy nhai ít bom cho bạn ấy sợ. Vâng, lại nhìn xuyên tường. Dỗi thế nhở? Ai à, thấy rồi này. Bay đầu này. Vâng, có thằng ở dưới. Úi dồi ôi, hở đúng một chút đầu. Ông này còn bò vào report vị trí cơ. Vãi trưởng. Chơi thì ai chơi. Chơi cười. Vâng, để còn mấy thằng cuối thì mình sẽ test bom vô hạn cho các bạn xem nhá. Tại vì mấy quả này mình cũng không phải chạy bo gì nhiều nên cũng không có cơ hội dùng quả smoke. Mình tính trôn bom cơ. Và mình nghĩ ở khu nhà này chắc chắn có người. Cơ bản là nó ở đâu thôi. Vâng, hết tầng 1 mà không có ai này. Và chúng ta sẽ check tầng 2. Mình sợ nó nằm trên nóc ấy. Ui, gì đấy? Vãi chưởng. Rồi rồi, bạn bình tĩnh, nằm yên trên đấy nhá. Trời ơi, sao thế nhở? Không có cơ hội test rồi. Vâng, hơi khó khăn một chút. Ơ, gì đấy? Vãi trưởng. Ơ, đùa đấy. Thề, nếu hiểu kiểu gì. Cái thằng trên góc bên này. Vâng, bên kia, chính xác là bên kia. Nó ở góc bên kia, để xem nó ở góc nào nào. Nó ăn mất thằng bên này rồi. Vâng, mình thấy kính tay sau tường. Đây, mình sẽ thực hiện quả test nhá. Đầu tiên các bạn ném bom và nhớ. Đấy, cái này bậy rồi. Cái này sai rồi. Các bạn nhớ là bật kho đồ lên. Từ từ. Đây là cũng là lần đầu tiên nên cũng hơi rắc rối một xíu.
Khi mà ném thì các bạn vứt quả bom ra và vẫn còn hai quả bom. Đấy, và hơi lằng nhằng một chút. Ui, bật kho đồ lên là nó tự mất đấy em ạ. Ném thì vứt ra. Đấy, các bạn nhớ là các bạn khi mà các bạn ném bom thì các bạn vứt bom ra ngay cái lúc mà các bạn thả nút ném ý, thì nó sẽ có hiệu lực nha. Đây, mình làm lại cho các bạn xem. Đấy, trời ơi. Nhưng mà không có cơ hội test rồi. Bùn ghê. Không ném chết được thằng cuối. Dỗi thật sự. Ui. No. Don't kill me. Trời ơi. Nó săn mình luôn này. Nó làm gì mà căng vậy? Ăn bạn thì dễ nhưng mà chơi kiểu trôn bom hơi khó. Thôi không sao. Thì nói chung là mình đã hướng dẫn thành công cho các bạn. Nhưng mà mỗi tội là không trêu được thằng cuối thôi. Thôi bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.